Chào mừng mọi người đã trở lại và đây là bản tin Toku News, nơi tổng hợp những sự kiện thú vị liên quan đến Tokusatsu được đăng vào thứ hai hoặc chủ nhật hàng tuần, hoặc là tôi bịa ra được cái lý do nào đó để không phải ra clip. Và trong tuần qua đã có một số sự kiện xảy ra. Thứ nhất, chiến binh mới phe phản diện. Thứ hai, Dino Fuji Go Ranger. Thứ ba, trận chiến của những thằng sim. Thứ tư, cụ ba đi chạy quảng cáo. Thứ năm, SSSS Dyna Zenon. Thứ sáu, Kamen Rider Phi leo lên top trending. Thứ bảy, Zenkai Go. Thứ tám, Ultraman Trigger. Thứ chín, Ryuzo The Kirame Armor. Giờ chúng ta bắt đầu. Hiện tại, mốc thời gian các sự kiện trong phim đã được thống nhất và ta có tập 6 trong TV series, sau đó sẽ đến spin-off thứ nhất và rồi đến phần Zenkai Red, sau sẽ tiếp tục tại tập 7 của TV series. Tiếp đến tập 7, ta sẽ được giới thiệu một nhân vật mới tên là Stacy, con của thằng này. Ôi dồi ôi, các học thuyết về sinh sản đang phản bội tôi. Mẹ nó, Gu cũng mặn thật. Tiếp tục này, khi xuất hiện anh sẽ sử dụng con hàng vi ban đài ấy lộn gear Gatling Gun phiên bản sơn lại. Em theo hắn sẽ sử dụng các câu Jin gear của các thế giới Sentai trước để chiến đấu, nhưng khác với Zenkai là sử dụng sức mạnh tiền bối thì khi sử dụng gear này thì sẽ triệu hồ ra được các chiến đội. Đó và tất nhiên là quái khổng lồ đạp vào thì ta sẽ có trận chiến hàng diêu đấu hàng tàu khừa. Mạnh thế, đồ sơn có khác. Có thể bạn chưa biết bộ suit này được lấy thiết kế từ Battle Japan, tại sao lại vậy ư? Vào những năm đầu, Ranger và ZQKA không đã không được tính là bộ Sentai đầu tiên và chỉ công nhận Battle Fever chính là chiến đội đầu tiên. Nhưng sau đó vài năm thì Toei đã chính thức công nhận Ranger là bộ Sentai cội nguồn cho cả loạt phim. Gió chút, trong khi tìm đường lên khỏi lòng đất khi tôi xem cái cách xử lý kịch bản của cái phim Rời ơi này, chúng ta sẽ qua tới người anh em của Super Sentai. Trong sự kiện Hasbro Pulp Fan Fest, chúng ta đã được tiết lộ trước cho gương mặt sẽ thủ vai Go Ranger. We're excited to announce our Gold Dino Fury Ranger. Anh có xuất thân là người da màu gốc Phi và trước đây chưa có người thuộc nơi này, kiểu này mà qua Việt Nam thì thể nào cũng bị gọi là đầu cắt moi cho mà coi. Hiện thể thì đánh giá chút xíu về phim, hiện tại Dino Fury vẫn đang làm rất tốt phần việc của mình. Những đoạn chiến đấu và nội dung tình tiết đều được tự thực hiện và thật sự là nó vẫn rất tuyệt vời. Những cảnh Megazord thì vẫn xài cutscene của Nhật để đảm bảo kinh phí sản xuất nhưng nó cũng rất hợp lý. Cứ tiếp tục phát huy nhé. Căn bản thì nội dung là về trận PvP của hai vị chủ tịch mà ai cũng yêu quý, không bị lôi ra test hàng bao giờ, và chúng ta có chủ tịch tập đoàn Zem, Dan Kuzoto, người chủ tịch ưu tú luôn hết mình giúp đỡ mọi người và có công rất lớn khi tạo ra thiết bị hỗ trợ bộ y tế đối mặt với dịch bệnh virus đang hoành hành, chắc chắn là anh chưa chết lần nào. Đối thủ của anh là vị chủ tịch của Zaya Enterprise chi nhánh Nhật Bản, người chủ tịch đại tài dù chỉ mới tuổi 24, Kai Amatsu. Công ty của anh chuyên sản xuất các thiết bị trí tuệ nhân tạo nhằm đưa con người phát triển lên tầm cao mới. Ngoài ra anh còn có những mối quan hệ bạn bè với đối thủ cạnh tranh, thân thiện với cấp dưới và cực kỳ uy tín với phe cảnh sát. Nhờ có công của anh nên công ty vẫn hoạt động đến bây giờ. Lý do để hai người giao đấu nhau là để giành lấy trái tim của cô thư ký xinh đẹp, tài năng này. Bạn sẽ vote ai ăn kèo đây? Giải thích tại sao thao hành lại có màu đen thì nói văn vẻ chút thì tại anh đã bị nhiễm virus, còn nói thô ra thì tại Toei lười lỡ sơn đen giờ điếu muốn sơn lại, làm ăn nát bét. Từ những thành công khổng lồ từ việc bán các sản phẩm có liên quan đến Ultraman Tiga, cho những ai từ trong hang vừa chui ra thì các sản phẩm kỷ niệm liên quan đến Uncle Ba của chúng ta vừa ra mắt trên thị trường thì nó đã bốc hơi một cách nhanh khủng khiếp. Thậm chí là có những người tưởng rằng đã sở hữu nó trong tay nhưng nó lại vụt mất không một lời giải thích, mang lại nguồn thu khổng lồ cho nhà Suburaya. Quay lại chủ đề chính, do sự thành công về mặt thương mại như vậy, nên hãng điện thoại OnePlus đã trình làng mẫu điện thoại OnePlus 9R với gương mặt đại diện là bác ba thượng đẳng của chúng ta. Mà ơi, chỉ với đoạn trailer mà đã hoành tráng thế này rồi, khóa đỉnh luôn. Đấy, thấy nhà người ta muốn bán cái gì thì quảng cáo cái đấy hoành tráng chưa, chứ LI lại dìm hàng người ta rồi tung ra bán như đúng rồi vậy. Thất vọng. Tiếp nối thành công của SSSS Hitman thì nhà Su tiếp tục với một series anime nữa tên là SSSS Dyna Zenon, cũng khá là thú vị lắm đấy, nhạc cuồng animation mượt mà. Nhân vật khá là mè lem.
Ahem, no honey, nhưng cũng như phần Gitman thì mấy tập đầu tôi xem éo thể nào hiểu nổi phim nói về cái gì. Hồi xem Gitman, tôi mà không thấy nhân vật mè lè Ahem đẹp thật sự nên tôi mới có động lực xem tiếp M sau rồi tôi cũng thấy được cái hay của phim. Mà mình đang nói về cái gì ấy nhỉ? Thì thứ cần thiết nhất lúc này ở Nhật không phải là một biệt đội xây dựng mà chính là một dàn y bác nhầm rồi dàn này thì cũng viết đấy nhưng không phải, mà chính là một dàn y bác sĩ ưu tú để san bằng dịch bệnh. Đang bàn luận về cái gì nhỉ? Phải rồi, vào ngày 7 tháng 4 hashtag Kamen Rider Fai đã lọt top trending trên Twitter. Kéo phải vì lượng fan đông đảo của anh mà là do hôm đó Tokyo đã có 555 ca nhiễm Covid-19, đau cả đầu, hy vọng Nhật Bản sẽ sớm thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này. Chiến binh thứ 6 của series Zenkaiger đã được tiết lộ, người đến từ một thế giới khác với sờ tai ngầu lòi cộng quyết đoán, sử dụng sức mạnh theo mô típ hải tặc, xuất hiện và Henshin thành tu Zenkai và đó không ai khác chính là Marvelous. What? Thôi bớt đùa đi, chúng nó đến đốt nhà mày bây giờ, anh Marvelous mà về thì tên phim không còn là Zenkaiger nữa đâu cu ạ. À. Tên người anh hùng này là Lót, chị Google phát âm nhá, em không biết đúng hay sai đâu. Ngoài sức mạnh hải tặc ra thì còn có hai form nữa sử dụng sức mạnh của Oranger và Shinkanger. Nhìn qua toy thì ta còn thấy hai gear có màu đỏ và xanh như này, gear đỏ có sức mạnh của Shinkanger còn gear xanh là Oranger Zobo. Mạnh dạng đoán nó sẽ giúp cho Zuran thành và Verzun thành. Nhìn thế này thì ta có thể hy vọng anh là người nghiêm túc chút xíu để cân bằng lại phim. Sau khi đúc kết được quy tắc để thành công là đều phải liên quan đến bác ba thì nhà Suburaya năm nay chơi cực lớn làm hẳn một series mới New Generation Tiga Ultraman Trigger. Cháu nó vừa mới ra đời mà lại tiếp nối ngay truyền thống cha ông rồi. Qua trailer thì ta thấy các form của Trigger y như của bác ba là Multi-Thai, Power-Thai và Sky-Thai. Ban đầu tôi nhìn thấy cái poster này tôi nghĩ ngay rằng có chỉ có thiết bị biến hình, không có item đi kèm, không hút máu, hít. Nhưng ngay sau khi xem cảnh biến hình thì nhận ra mình mừng hơi sớm. Bên tên là Kengo Manaka, thành quả đi chơi đêm của bác ba, là một nhà thực vật học sống trên sao hỏa vì ở trái đất éo có bồ. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với ý trung nhân của mình, anh đã quay về trái đất và tham gia tổ chức Cut Select. Ngoài việc sử dụng GUT Buckland và Hyperkey để biến hình và cũng như chuyển form thì anh còn có một thứ vũ khí nữa là Crocle Arm. Nó có khả năng chuyển qua lại giữa ba dạng tùy vào form nào đang sử dụng ý hệ thái độ của đứa thứ ba nào. Multi-Thai thì sử dụng kiếm, Sky-Thai thì là cung tên còn Power-Thai thì là móng vuốt. Phim sẽ lên sóng vào ngày 10 tháng 7, mọi người nhớ đón xem nhé. Ngoài ra theo một nguồn tin không chính thức nào đó thì Z cũng sẽ trở lại trong phim như là Git đã từng. Phong tận dụng sức mạnh chiến đội khác của các chiến binh Ryu Soldier, anh tuyên bố Hokkaiger và Zenkaiger tuổi lìn. Tôi mệt rồi nên xin mô tả nó thế này. Các bạn đã xem hết video, nhớ like, share và sub cho mình với nhé. Hẹn gặp lại mọi người. Hình như tôi vẫn ốm thì phải, ho quá mọi người ạ. Họ trang tuần sau tôi lại chửi để bảo đảm sức khỏe của mình. Chắc chắn vậy rồi. Thôi hẹn anh em tuần sau nữa vậy.